Quan sát 3 đề thi đại học năm 2014, thầy thấy rằng cấu trúc câu hỏi trên đề thi là có sự thay đổi so với những năm trước đó. Nếu những năm trước đó, đề thi được chia làm hai phần, phần chung và phần riêng. Trong phần riêng, các em có thể lựa chọn giữa phần chương trình chuẩn hoặc chương trình nâng cao. Thì năm 2014, cấu trúc câu hỏi trên đề thi gồm 9 câu bắt buộc. Câu thứ nhất, 2 điểm, câu này thuộc lĩnh vực hàm số. Câu này gồm 2 ý. Ý thứ nhất, khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số. Ý số 2 đó là câu hỏi phụ của hàm số. Câu số 2, 1 điểm. Câu này rơi vào một trong hai nội dung phương trình lượng giác, số phức. Với đề thi khối A, A1, đề thi khối B rơi vào phần phương trình lượng giác. Đề thi khối D rơi vào phần số phức. Câu số 3, 1 điểm. Rơi vào một trong các nội dung giới hạn hàm số, nguyên hàm, tích phân, ứng dụng của tích phân để tính thể tích, diện tích. Câu số 4, 1 điểm. Câu này gồm 2 ý, rơi vào các nội dung số phức, tổ hợp xác suất, phương trình, bất phương trình mũ loga. Câu số 5, 1 điểm. Câu này thuộc lĩnh vực hình học giải tích trong không gian. Câu số 6, 1 điểm. Câu này thuộc lĩnh vực hình học không gian. Câu số 7, 1 điểm. Câu này thuộc lĩnh vực hình học giải tích phạm. Câu số 8, 1 điểm. Rơi vào các nội dung phương trình, bất phương trình vô tỉ, hệ phương trình. Câu số 9, 1 điểm. Bài toán tổng hợp. Đây là câu khó trên đề thi và là câu hỏi lấy được 10 điểm. Về phần cấu trúc kiến thức trên đề thi thì vẫn tương tự như những năm trước đó, 70% kiến thức là cơ bản, 30% kiến thức tổng hợp, yêu cầu các em phải có tư duy tổng hợp. Như vậy là phần cấu trúc câu hỏi trên đề thi thì có sự khác biệt so với những năm trước đó. Thế nhưng phần cấu trúc kiến thức, các mảng kiến thức trên đề thi là vẫn tương tự như những năm trước đó. Như vậy là thầy đã phân tích xong cho các em cấu trúc đề thi đại học của 3 năm gần đây, từ năm 2012 đến năm 2014. Thầy hy vọng rằng buổi phân tích này sẽ giúp các em định hướng được các nội dung cần ôn thi, giúp các em xây dựng được một kế hoạch ôn thi tốt nhất để đạt được kết quả cao nhất trong kỳ thi đại học sắp tới.